này xuống. Thường thì lãng nhắc luôn á. Có đang ngủ 12 giờ khuya kêu vậy là nhận hoa thì không lãng mạn đâu. Không, có nghĩa là 12 giờ khuya của cái ngày 7 tháng 3 đúng không? Là qua cái giao thời vì em muốn đúng cái thời khắc. Con 8 tháng 3 em là người đầu tiên tặng, sợ thằng khác nó tặng trước em đúng không? Dạ vâng dạ. Cũng hay mà lãng mạn hơn là vậy nè, anh nghĩ nếu lần sau đúng ngày 8 tháng 3 là 7 tháng 3 đó, em gặp người yêu của mình ha, cổ lầu thí dụ lầu 2 lầu 3, em leo sân thượng á. Em đúng bê em thòng xuống hả? Em thòng hoa xuống. Xong rồi em phun mưa xuống dưới. Tạo nên lãng mạn. Không, cái này cũng không đến nỗi nào bông á, lấy xà bông ba là xịt. Với tính năng EKYC xác thực hình ảnh pickable cho bạn mắt thật sẽ chi thật. Em chào chị Cát Tường, con chào chú Quyền Linh, em chào quý vị khán giả. Chào bạn nam bên kia ạ. Chào con. Em tên là Trần Thị Thu Thảo, em năm nay 25 tuổi, hiện em là nhân viên tư vấn tài chính. Em làm công việc ở Long Thành, Đồng Nai ạ. Vậy là hôm nay mình lên đây tham gia chương trình thôi chứ không có ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi ạ. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ và chào các quý vị khán giả trong phim trường. Dạ, em tên là Nguyễn Chí Công. Năm nay em 33 tuổi, quê gốc ở Hà Nội nhưng mà em sinh sống và lớn lên ở Sài Gòn. À, hiện tại em đang làm kỹ sư ATM, công việc là sửa chữa và bảo trì máy ATM. Ồ, ngon à, cái máy này ngon à. Có khi nào lên Đồng Nai sửa máy ATM không? Dạ có ạ. Có hay xuống Long Thành không anh? Long Thành có chi nhánh luôn. Rồi hai người nói chuyện luôn đi, hỏi thăm luôn đi. Hỏi thăm luôn đi, em hỏi tôi em sao? Gặp nhau sao rồi? Mốt yêu nhau thì anh tính sao anh? Có xuống dưới được không anh? Được, xuống được. Anh làm giờ. Vậy em? Dạ em làm giờ hành chánh, sau giờ hành chánh hoặc là cuối tuần em rảnh hết ạ. Thứ bảy chủ nhật đi được đúng không? Dạ vâng ạ. Chuyện nhau tiếp đi, hỏi thăm đi. Cái công việc sao sáng anh có mấy mối tình đó. Rồi anh? Anh có khoảng 4-5 mối tình rồi. Nhưng mà gần đây nhất thì đã cách đây 7 năm rồi, năm 2010. Sao anh rung lắm, sao anh cà lăm dữ anh? Bình tĩnh hít thở đi anh. Dạ chị. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Em thì cũng có được 2 mối tình rồi. Thời sinh viên với lại lúc đi mới đi làm. Em chia tay lần gần nhất là mấy năm rồi? Dạ cũng gần 2 năm rồi anh. Do người đó nghe lời ba mẹ người đó cưới một người con gái giàu hơn á. Cho nên chia tay. Vậy là mình cũng giàu mà giàu không bằng đúng không em? Dạ đúng rồi, mình giàu tình cảm á chị. Đúng rồi, thôi bỏ đi. Dạ. Ủa mà 2 năm rồi chưa quên được sao nhắc tới mà còn rưng rưng vậy? Không có tức á chị. Giận. Sao tức em? Không có tức. Thể chia sẻ cho bên đây nghe được không? Em nghe cũng tức nữa. Thôi. Trời ơi gì. Ủa sao anh tức? Nếu em vào trường hợp đó em cũng tức lắm chứ. Em chắc tới bây giờ mới có 2 năm chắc chưa nguôi được đâu chị. Dạ cảm ơn anh đã thông cảm cho em. Anh có hay nghe lời ba mẹ không anh? Ba mẹ anh dặn dạ. Gì không? Dạ có, chuyện nào đúng thì nghe, còn chuyện nào không đúng thì em phải nói ra ý kiến của mình để hai mẹ con cùng thảo luận. Dạ, rồi là anh quyết định luôn hả? Đúng rồi, thường là anh quyết định. Dạ. Rồi, bạn gái có những ưu điểm, khuyết điểm nào để nói cho bạn trai nghe cho biết luôn coi. Dạ, mọi người thì thường nhận xét em là người hoạt bát, vui vẻ, biết quan tâm người khác. Em dễ thích nghi với môi trường mới. Dạ. Rồi, khuyết điểm. Hơi nóng tính một chút xíu, hơi khó tính nhưng mà lại hậu đậu ạ. Hậu đậu cỡ nào? Ví dụ lâu lâu vô bếp thì cắt cứa miếng tay hoặc là đi đâu đá đụng cái bàn cái ghế vậy đó. Không đến nổi đâu. Dạ, hậu đậu chút chút. Mà ưu điểm của em là dạ không nhậu nhẹt, không cờ bạc, không hút thuốc, có tính kiên nhẫn, kiên trì. Em có biết chơi thể thao, có chơi game, chơi thể thao, chơi tập tạ, đá banh. Sao có lòng cho chơi game cho động chóng chi vậy? Anh chơi game chi vậy anh? Dạ tại vì nó có nằm trong vừa nhược điểm mà vừa ưu điểm luôn ạ. Phải nói ra luôn ạ. Đúng rồi, nói cho chia sẻ bạn gái biết chứ. Ví dụ mai mốt có quen anh bớt chơi game lại nha. Không có chơi nhiều, lâu chơi chút xíu. Dạ. Giải tỏa dạ. Thời gian thôi. Có tật xấu gì không? Dạ, đôi khi hơi nóng tính. Nói chuyện không có được trôi chảy, dễ khiến cho đối phương hiểu lầm ý mình. Bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Cao, cỡ 1m7 trở lên chị, nhìn thư sinh một chút, biết quan tâm người khác, có ý tứ, trầm tính, ít nói một chút, kìm em lại, em hơi nói nhiều với lại nóng tính á. Người bạn trai đó có lập trường, biết chơi thể thao ạ. Bên đây chơi hơi nhiều. Dạ đúng rồi, em thấy anh giới thiệu anh em rất là thích ạ. Ngoài cái chơi game thôi. Chơi game chút xíu thôi à. Điều gì bạn không thích ở người bạn trai? Anh bên này thì em thấy hầu hết tất cả những ảnh gì anh giới thiệu thì em thích hết ạ. Cũng là không nhậu nhẹt, không hút thuốc, đừng có để móng tay dài chị. Hành động nhiều hơn là nói. Thích người ít nói thôi phải không? Làm có thích người lãng mạn không?
tản mạng vừa vừa thôi, đừng có sến súa, em thích sến súa. Dạ em chào chị. Chào em. Em lại thuộc tiếp người hơi lãng mạn quá, tức là thể hiện tình yêu quá. Ví dụ quá quá là sao? Hôm đó 8 tháng 3 em mua giỏ hoa tặng cho cô ấy giống như vậy. Canh 12 giờ em mới chạy tới. 2 giờ đêm hả? Dạ vâng, cô ấy ở trọ ở trên lầu 1. Thì em gọi ra thì cô không xuống được. Em mới lấy sợi dây, một đầu dây em cột vô bông giỏ hoa, một đầu dây em cột vô chìa khóa xe của em á, xong em ném lên trển. Xong rồi cô ấy kéo lên xong rồi ném chìa khóa trả lại cho em. Cũng đâu có gì đâu, sến súa. Mình đạt được mục đích thôi, có nghĩa là giờ mình muốn tặng hoa thì giờ mình cổ không xuống được thì mình gửi lên, cũng chưa có gì gọi là sến súa. Thuộc thì lãng nhắc luôn á. Có đang ngủ 12 giờ khuya kêu vậy là nhận hoa thì không lãng mạn đâu. Không, có nghĩa là 12 giờ khuya của cái ngày 7 tháng 3 đúng không? Dạ, là qua cái giao thời thì dạ, em dạ, muốn rồi. Đúng cái thời khắc. Con 8 tháng 3 em là người đầu tiên tặng, sợ thằng khác nó tặng trước em đúng không? Dạ vâng dạ. Cũng nếu hay mà lãng mạn hơn là vậy nè, anh nghĩ nếu lần sau đúng ngày 8 tháng 3 là 7 tháng 3 đó, em gặp người yêu của mình ha, cổ lầu thí dụ lầu 2 lầu 3, em leo sân thượng á. Em đúng bê em thòng xuống hả? Em thòng hoa xuống xong rồi em phun mưa xuống dưới tạo nên lãng mạn. Không, cái này cũng không đến lấy xà bông á, lấy xà bông ba là xịt đúng rồi bọt rồi nó tuyết rơi từ trên xuống ha. Cái xí đi gọi cái chuyện lãng mạn để lát tính, đưa cái xè bàn tay ra coi. Dạ chết rồi, chết rồi, thôi chết rồi. Sao vậy? Để móng tay dài làm gì? Dạ không, một số thôi ạ. Tại vì cái công việc của em nó phải xoay máy xong rồi móc dây. Dạ vâng đúng rồi. Cái máy ATM, cái lõi của nó là cái máy vi tính á, nên đều phải cậy đồ ra. Mình không có dụng cụ hả anh? Dạ có, nhưng mà đôi khi mình tận dụng mọi tiện, thứ tiện bằng không? Cách nhanh nhất. Trời không ơi. Chứ với lại bình thường em cũng không có để đâu, nên bữa giờ hồi hộp quá chờ nên em quên mất thôi. Cắt nha. Dạ cắt. Vậy người ta có cái đồ khèo, đồ móc, dụng cụ đàng hoàng. Lấy móng tay móc không có được nha. Dạ dạ. Rồi ta tận dụng tất cả những gì có thể mà. Rồi thôi được rồi. Nhanh nhất. Đẹp trai ha, cao to, phong độ, được. Được hết rồi đó em, chỉ có cái móng tay dài là. Nhưng mà anh hứa anh cắt rồi. Em có 25 tuổi, anh 33 tuổi, có lớn quá không? 33 tuổi thì cũng không có quá lớn, nhưng mà nhìn mặt đừng có già quá. Không, trẻ măng à, trẻ măng như là hot boy vậy đó. Dễ nhìn là được. Được. Mặt già lắm, nhìn giống chú Quyền Linh à. Dạ, con thích chú Quyền Linh. Cảm ơn con. Dạ. Anh bên đây ảnh dễ thương, nhưng mà thường là ông lãng mạn quá đó thì con có lo không? Mà lãng mạn với mình là được rồi ạ. À? Lãng mạn người khác là không được đúng không? Dạ đúng rồi, chết á. Con dữ. Rồi được rồi. Anh bên đây cũng hiền lắm á. Con thấy ảnh rung. Anh rung. Cặp này xứng đôi đó. Được á. Em có đi với ai không? Dạ có, em đi với mẹ em với người thân. Cô chào chú Quyền Linh, chào cháu Cát Tường. Dạ. Và chào quý vị khán giả trên trường quay ngày hôm nay. Hồi sáng này á là cô từ ở Đồng Nai lên đúng không cô? Đúng cô rồi. Đem lên một cái nồi tàu hũ rất là to, mới nấu nóng lắm. Cô mời Quyền Linh với Cát Tường với mọi người trong ekip ăn tàu hũ đúng không cô? Dạ đúng rồi. Bữa trước Quán Thảo có lên nói là mẹ ơi mấy chị trên này thích ăn tàu hũ lắm á. Mẹ nấu tàu hũ á, là em nấu tàu hũ em bán ở chùa Thường Chiếu á. Nấu một nồi tàu hũ để lên tặng cho chú Quyền Linh và cô Cát Tường với lại mấy anh em trong hội trường này. Dạ cảm ơn cô rất nhiều, tàu hũ rất là ngon. Nãy giờ cô nghe chàng trai có thể nói là chàng rể tương lai của mình nói chuyện thì cô cảm nhận thế nào? Con thì cũng được, tuy là lớn tuổi nhưng mà cơ mà con cũng còn non. Cô có yêu cầu gì con rể tương lai không? Thứ nhất là con phải biết sống chăm lo, trước nhất là phải có hiếu với ba mẹ, biết chăm sóc cho vợ con sau này và biết sống hòa đồng với mọi người. Dạ, rồi con xin chào, xin tặng cho chương trình một bài thơ. Dạ cảm ơn cô. Chào chú Cực Quyền Linh, cô Cát Tường. Ông Tơ bà Nguyệt quá dễ thương, xe sợi chỉ hồng trên khắp nẻo, kết nối tơ duyên khắp bốn phương, đăng ký rồi sao thấy vắng vương. Bao giờ mới được gặp người thương, cùng nhau tâm sự. Cùng xin lỗi nha. Cùng nhau bày tỏ lời tâm sự giữa chốn phòng hoa, chốn hẹn hò. Xin hết là. Dạ cảm ơn cô. Dạ, có đi với gia đình gì không? Dạ em có đi với mẹ em, với dì em và các bạn. Xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Tôi là mẹ của bạn trai. Tôi thấy bạn gái bên này thì cũng được xinh, so với con tôi thì cũng nói chung là cũng được. Hãy cho nhau một cơ hội tìm hiểu thế thôi. Mình đại diện nhà trai mình qua mình chào bên nhà gái cái đi. Hai bà xui tương lai đâu. Tôi chào bên gia đình bên bạn gái ạ. Tôi xin phép cho tôi được làm quen với gia đình bên đó và xin gia đình bên đó cho cơ hội để làm quen với nhau và tiến tới cái khả năng thân nhau hơn.
Về sau. Dạ em cảm ơn. Rồi cảm ơn đàn trai đàn gái nha. Được rồi, bây giờ do hai bạn hết á. Thôi kéo màn lên. Rồi quay qua đi bạn. À, dạ. Ngày đầu tiên có đưa hoa tặng em. Dạ em cảm ơn ạ. Em cũng có một cuốn sách tặng anh. Cuốn sách này em rất là thích ạ. Dạ. Hy vọng anh sẽ đọc hết nó. Dạ. Anh nhận xét em sao? À, ấn tượng ban đầu gặp em thì thấy em cũng em xinh xắn, hiền lành, dễ gần. Dạ. Dữ lắm ha. Dạ. Mày nói em dữ lắm ha. À, anh thì thuộc về tiếp người hướng nội. Còn em có biết mình thuộc tiếp nội hướng ngoại hay hướng nội không? Nội ngoại gì em cũng được hết á. Lúc nào cần nội thì nội, lúc nào cần ngoại thì ngoại. Về tính cách của anh thì thuộc tiếp người hướng nội nên vì gia đình nhiều, ít có những tham vọng mà leo cao lắm. Dạ, em cũng không cần điều đó, em chỉ cần cuộc sống bình thường, yên bình là được rồi. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ, so với tuổi 33 của anh thì anh khá là trẻ. Anh thì hơi rụt rè, nhút nhát một chút. Nhưng mà em nghĩ cái đó là một tính cách tốt. Cái bản chất thật thà lương thiện của mình nó có trong người mình đó, nó mới thể hiện ra con người mình như vậy. À, em quan niệm về tình yêu và hôn nhân gia đình như thế nào? Tình yêu thì em chỉ cần tin tưởng thôi. Với lại em không thích mà khi mà quen nhau mình mà mình nói dối hay là sao đó đâu anh. Quen là xác định là phải cưới chứ không có quen chơi bời. À, những gì em nói giống y chang những gì anh muốn nói luôn. Dạ. Không biết tối hôm qua có tương thông không nữa. Dạ không, tối qua em ngủ sớm. Tối qua anh cũng ngủ sớm nữa. Em thấy là ảnh đỏ hết mặt lên rồi. Để móng tay dài để gãi với móc không đó em. Dạ, dạ. Em bấm hết. Dạ em không thích con trai để móng tay dài đâu, nhìn dơ lắm. Quên thôi. Dạ, không có giờ, không giờ. Sao gặp em mà lại đi quên? Không, bữa giờ là lo tại vì anh vừa đi làm luôn nên em quên thôi. Anh làm việc là làm giờ hành chánh cho nên sau giờ hành chánh với lại cuối tuần thì anh rảnh nên ngày nào cũng hẹn cũng được chứ không cần phải một tuần một hai lần. Anh có chịu chạy từ đó về dưới Long Thành không? Anh được bạn bè anh đánh giá anh là rất siêng cho nên anh không có ngại đường xa mưa gió gì hết. Dạ. Mà em có chịu lên Sài Gòn ở với ảnh không? Em có ở làm dâu được không? Dạ em làm dâu được. Bác mà thương em thì em sẽ thương bác như mẹ em thôi. Rồi Thảo có nói gì với? Dạ con chào bác, thì làm dâu con vẫn làm được ạ. Ví dụ có em bé thì bác có thể giữ giùm con. Rồi, bây giờ hai bạn tỏ tình với nhau một câu cuối cùng. Cảm nhận thế nào? Tiến gần luôn. Gì vậy? Dạ. Anh rất muốn đến những nơi mà em đã đến. Anh rất muốn ăn những món mà em đã ăn. Rất muốn nghe những bản nhạc mà em đã nghe. Bởi vì anh muốn bù đắp những năm tháng thanh xuân của em mà anh đến trễ nên bỏ lỡ mất. Dạ. Dạ, em sẽ cùng anh thực hiện những điều đó. Dạ. Quá lãng mạn. Đó là những lời nói, những sự chia sẻ. Còn bây giờ đến lúc quyết định. Một. Hai. Ba. Nắm tay nào. Mình hôn nhau một cái đi hai bạn. Đi đi. À, hai bạn cũng hợp lắm đấy. Xứng đôi đấy. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax và viên uống sáng da Sakura La Senta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Chúc hai bạn sớm ngày báo tin vui cho chúng tôi. Dạ cảm ơn chương trình đã giúp em tìm được em Thảo. Cô có thể giới thiệu về mình. Tôi tên là Bích Thủy, tôi sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Dạ, chào chị giới thiệu đôi chút về mình đi. Mình tên là Dương Ngọc Kim, hôm nay mình 23 tuổi, mình đang là nhân viên văn phòng. Mình làm dâu được bao nhiêu năm rồi? Tròn một năm. Tròn một năm. À là cũng mới đây. Mới thôi. Ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai đó, cô cảm nhận như thế nào và có ấn tượng gì không? Theo chị nhớ là hình như là quen nhau là rất lâu. Chị nhớ là khoảng lớp 8, lớp 9 gì đó.
Mà có lần đó Phi Hùng á, tức là con trai chị, nó xài tiền điện thoại nhiều quá. Chị mới nói con ơi con gọi cho ai mà nhiều tiền quá vậy, má không có tiền trả. Cái nó im nó không nói. Thế là mình mới nói chứ thôi bây giờ nếu mà con không nói được với bạn con cho má số điện thoại đi. Má nói chứ nhiều tiền quá má không có tiền trả. Trời ơi đó. Người nói biết nói gì với vô tương lai. Đó, cái đó là lớp 8, lớp 9 rồi đó. Tới lớp 12 á, thì là nó mới dắt lại nhà. Thì lúc đó thì bé Kim á, thì là cũng hoạt bát nên nó cũng hòa nhập vô gia đình. Chị cũng coi nó như con cháu nhà. Lần đầu tiên mà gặp mẹ chồng tương lai thì em thấy ấn tượng cái gì ở bà mẹ chồng này? Có sợ không? Có lo lắng điều gì không? Dạ không. Hả? Không dạ lo không. Lắng luôn? Dạ không, rất là thoải mái, bình thường. Ở nhà hai mẹ con có hay trò chuyện với nhau không? Cũng có khá là nhiều chuyện để chia sẻ. Thường là về vấn đề gì nhiều nhất? Công việc là nhiều. Con dâu chị thì công nhận nó cũng có học rồng. Chị thì tánh chị vừa nóng mà vừa dữ nữa em. Dạ. Ban ngày là nó gặp chị ở công ty vì nó là nhân viên dưới quyền của chị. Đó. Chiều về là bắt đầu gặp ở nhà. Trải trời không khỏi nắng. Gặp chị bất cứ lúc nào. Ta căng rồi nha. Thôi thôi đúng là em gồng mình thiệt á. Tức là né trời không khỏi nắng á. Em né cách nào hay vậy? Tính em cũng thoải mái lắm cho nên là em thấy cũng bình thường. Cũng không có gì là quá căng thẳng. Không có sợ gì hết hả? Không. Có gồng không? Thỉnh thoảng cũng có vậy. Có bao giờ mẹ la chưa? Dạ có, la thường xuyên, coi như là hình như là ngày nào mà mẹ không la là mình ăn cơm ngon hay sao. Trời la hoài. Trời ơi vậy hả? Ủa la ở cơ quan với tư cách là sếp hay là la ở nhà với tư cách là mẹ chồng? Cả hai luôn ạ. Mà chị cũng công nhận chị dữ thiệt á. Chị nhớ ha, có một lần đó chưa làm con dâu, chị gửi một cái thông tin gì đó cho Kim và yêu cầu Kim là sẽ gửi cho khách hàng. Nhưng chị nhiều việc chị mới nghĩ trong đầu mình là chị gửi cho Kim rồi. Nhưng mà thật ra chị chưa gửi mà chị không biết. Cái mặt chị cứ nhất định là chị nói chị có gửi cho nó. Nó lên máy, nó kiểm tra mail của nó, thế là kiểm tra không có, chị không có gửi. Nó cầm cái laptop qua phòng chị. À, bác ơi bác đâu có gửi cho con. Chị biết rồi, mình sợ rồi. Nhưng mà chị lấy quyền mà, vừa là chuẩn bị là má chồng mà vừa là sếp nữa. Nạt luôn. Trời ơi. Thì bác không gửi cho con phải hỏi chứ. Tại sao không hỏi? Là nhân viên thì phải nhắc sếp chứ sao mà có chuyện sếp nhắc nhân viên. Trời đất ơi. Chị quất luôn. Kỳ kỳ vậy ta. Sao sao kỳ? Tại vì có người tính vậy, người tính khác. Còn cái người chị lỡ tính gì nóng quá chị biết sao giờ. Đúng rồi. Trời. Hỏi thiệt em nha. Cái lúc mà bị la quang vậy đó thì mình cảm giác như thế nào? Trời bực bội lắm chứ. Bực bội hả? Tại vì phải chi cái việc đó mình biết thì mình mới hỏi được. Còn lúc đó la là tại sao con không hỏi? Đâu biết đâu hỏi. Cho nên khi mà bị la tức lắm. Xong rồi má mới kêu là vậy thì bây giờ gửi liền đi hay sao á. Gửi liền trong vòng 15 phút. Sau đó em mới nói là trong ngày mai em sẽ có. Sau đó em đi về. Tức là thay vì chị kêu nó là trong 15 phút nữa nó phải gửi. Nhưng mà chị này cũng đâu có hiền. Chị không gửi. Chị qua chị ấy chào bác không về. Đó. Đó. Là chị biết rồi nha. Mà chị cũng làm lơ cho nó đi về. Thế là hai bác cháu giận nhau cũng một thời gian. Tội nghiệp cái thằng nhỏ. Ấy thằng nhỏ xíu của chị á. Thằng con của chị. Tức là chị đè nó thì nói má biết rồi má sai. Nhưng mà Kim là bổn phận là con cháu không được phép như vậy. Dần 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 dần. Dằn mặt trước á ha. Chị dằn trước. Dạy dâu từ thở ban sơ mới về. Chưa về dạy luôn. Dạy luôn. Trời nhưng mà con thấy cái này giống kỳ kỳ sao nha. Hai người đều có cá tính hết trơn á. Những ngày đầu làm dâu thì nó có xảy ra những mâu thuẫn gì mà nó căng thẳng hơn lúc làm sếp không? Thật ra theo chị thì không có gì mâu thuẫn lớn. Đối với chị những cái việc nhỏ nhỏ đó chị không nhớ. Nhưng mà đại khái là thường xuyên. Tại vì thật sự ra là Kim nó cũng bị áp lực ở công việc. Chị thì làm việc là phải năng động, phải siêng năng. Giờ đúng giờ. Tính thị lực rất là cao nhưng mà con dâu chị lại không được như vậy. Đó, nên là chị muốn rèn. Rèn quá nó có áp lực không em? Tính em cũng thoải mái lắm. Với lại thật ra là người ta hay nói là não cá vàng. Nhưng mà chồng thì lại nói là não con kiến chứ cũng không được não cá vàng nữa. Thì nói trước quên sau. Với lại nhiều khi mà má la gì á, bực bội lúc đó tức là phải nói liền với Hùng. Nói là trời ơi sao má la kỳ cục gì. Nhưng mà sau đó thì quan niệm sau là quên liền luôn, không có nhớ. Ủa khi mà mình biết cái tính mẹ chồng mình trước khi lấy rồi đó là mình vẫn chấp nhận lấy luôn hả? Tại vì cái tính má hay la vậy thôi nhưng mà má rất là tốt. Cái tốt của má rất là nhiều hơn hẳn cái tính xấu. Người nào cũng có một cái tính xấu thì mình dung hòa được thì là tốt. Tại sao chị lại khóc? Tại vì chị thấy nó khen chị xúc động quá. Trời ơi.
Thôi trước giờ có bao giờ nó khen với chị đâu em. Mẹ chồng còn khóc như vậy, không lẽ giờ em không có những cái phút mà rơi những giọt nước mắt vì mẹ chồng à? Thật ra thì tính em vẫn còn rất là trẻ con và cũng không hơi vô tư á, cho nên là cũng ít có khóc lắm. Có khi nào mà có điều gì đó mà chưa dám nói với mẹ không? Dạ không. Nói thẳng luôn hả? Đúng rồi, nói thẳng lắm. Ví dụ như cái chuyện gì? Thì ví dụ như là quay chương trình này là cũng nói thẳng luôn à. Cũng như là nhắn tin con xin lỗi má trước nếu mà con quay mà thái độ không tốt. Nói thẳng hết, không có giấu một cái gì hết. Nhưng mà có khi nào mà con chị nó thẳng quá rồi chị giận, chị buồn không? Không, đối với chị thì các bạn trẻ bây giờ rất là nông nổi, muốn gì nói nấy à. Chị thông cảm. Chị thông cảm chứ không phải bỏ qua. À, ghim trong lòng hả? Chắc vậy. Có vụ nào mà cô ghim chị chưa? Nói chơi vậy chứ chưa có ghim. Nhưng mà chị nói con dâu chị là cũng không có vừa đâu em. Nó có những cái làm cho chị á hả, nhiều khi chị đỡ không có kịp á em. Ví dụ đi cô. Vậy nói ví dụ nha, cái bữa đó ha, chị thì cũng rất thoải mái, hai vợ chồng chị, hai vợ chồng già đi chơi với hai vợ chồng trẻ. Đó, thế là ra nhà hàng ăn. Thế là ông xã chị rỉa cho chị một cái càn cua. Dạ. Thế là hai vợ chồng chị ngồi vậy, thì hai vợ chồng nó ngồi đối diện chị. Thế quay qua nó nói với chồng nó, thấy vợ chồng người ta chưa? Trời ơi, con thấy dâu không? Mà nói với mẹ chồng. Con dâu mà nó nói ba má chồng nói là thấy mẹ vợ chồng người ta chưa. Nó kêu vợ chồng người ta chứ. Trời ơi. Dễ thương mà. Ờ. Cái đó cũng dễ thương cái, mà. Cái không chịu quất liền. À đủ xong. Chị nói liền. Vậy đó, ủa con, bộ con thấy má dễ quá rồi con làm tới hay sao mà ba má chồng con cũng dám kêu bằng vợ chồng người ta vậy? Hả? Không, cái đó dễ thương mà chị. Dễ thương không? Nghĩa là nói là rồi thấy vợ chồng ta chưa? Đó. Dễ thương đúng không? Đúng không em? Đúng rồi. À, rồi cuối cùng chồng chị có rỉa cho chị không? Không, tự ăn. Chồng chị sai quá. Hai cặp này đi chơi dễ thương nha. Hai vợ chồng già, hai vợ chồng trẻ đi chơi chung vậy đó hả? Chị cứ nghĩ vậy nè, tình thương thì đổi tình thương. Mình làm má, làm mẹ thì mình thương nó, lý nào nó không thương mình. Mình là muốn dạy được con thì phải làm bạn với nó. Dạ đúng rồi. Đó, nên là chị cũng làm bạn, chị cũng nói chuyện, cũng trao đổi, cũng rất là chia sẻ, rất là thẳng thắn từ việc lớn tới việc nhỏ. Đó, chị với nó cũng như là bạn bè, nên chị nói giỡn với nó thì nó sẽ nói giỡn lại với chị. Nhưng đôi khi nó giỡn quá, đôi khi có khi nào con mình cá tính quá, hay nói thẳng, nói thật quá, vô tư quá, rồi nhiều khi nó làm cái nó giới hố, hạn nó qua hố, đó đúng rồi, nó trở thành một cái sự hố. Đúng rồi. Trong những lúc đó chị có lần nào gặp chưa? Có chứ. À. Một lần đó chị đang đi công tác, chị nhắc Kim là về cái cách trả lời với khách hàng hay gì đó, mà chị cũng la lớn tiếng trong điện thoại. Mà bữa đó nó không phải chia sẻ chồng, nó thẳng chị luôn em. Mấy má nói nhảm quá. Trời ơi chị sốc thiệt em. Trời, chị sốc quá trời sốc em. Chị nhắn tin chồng nó liền. Đây nè, vợ con đang nói về má nè. Thế là Kim á, nó cũng là tốt, nhưng mà nói ở dở một cách là cái cách ăn nói. Và con trai chị nó cũng biết điều đó. Thậm chí á, biết không, nó kêu vợ nó xin lỗi chị mà nó phải coi trước cái tin nhắn á, cái lời tin nhắn á, coi xin lỗi như sao, coi cho đỡ sốc chị á. Là vậy luôn á. Nhưng thật ra luôn luôn trong đầu chị á là giáo dục là phải kiên trì. Anh nó còn nhỏ mà, mình xưa mình còn nhỏ chắc là mình cũng cãi. Trời ơi đúng rồi, chị nhớ lại hồi xưa, chắc tại hồi xưa chị cũng quậy quá nên giờ chị dễ bỏ qua cho nó. Nhưng những lúc em vô tình nói vậy thì sau đó mình thế nào để mẹ đỡ buồn về cái vấn đề đó? Dạ thì má mà la á, trả lời lại má cũng chuyện. Mà không trả lời má nói là chưa có bao giờ má la ai á mà làm thinh chầm chầm như con với Kim. Thì đó, trả lời cũng được, không trả lời cũng được. Cho nên là những lần sau càng ngày em càng gán là thôi la thì cứ làm thinh đi, có gì mà cảm thấy mà khúc mắc quá thì nói chuyện với chồng. Với trẻ đi sử dụng cái từ đúng đó rồi. Mà nó nói nhanh quá, nó không quản lý được cái lời của nó nói. Má thì dễ lắm, chỉ cần xin lỗi má, lần sau con sẽ không vậy nữa, và nghe má giáo huấn dạy dỗ. Nói chung là hai người đều cá tính nhưng mà vẫn giữ đến cái hòa khí thế này là cũng hay đó nha. Chắc không chú? Chú chắc nữa, bây giờ thì thử xem cái người thứ ba họ nói thế nào. Má tôi và vợ tôi không xảy ra xích mích nhiều, chủ yếu là do vợ tôi còn quá trẻ nên đôi khi nói chuyện không được suôn tai, má giận. Xích mích lớn nhất là khi má tôi muốn vợ học lên thêm nhưng vợ lại không muốn, ý của vợ lại muốn đi làm kiếm tiền và gây dựng gia đình. Thời điểm đó rất căng thẳng, cả hai đều có cái lý riêng của mình nên chỉ biết ở giữa khuyên hai bên, nhưng ai cũng nghĩ là tôi bên còn lại nên rất là đau đầu. Sau khi qua được xích mích đó thì cả hai hiểu nhau nhiều hơn. Tôi chỉ mong hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời của tôi
bớt nóng lại. Cho nó biểu chị bớt nóng tính để chị cố gắng em. Chứ biết là vậy nhưng mà khó quá. Chị khó làm quá. Chị khó sửa quá. Chị sẽ ráng nhắc mình ở trong đầu nha. Chừng nào nóng tính thì phải sao ta? Quyền Linh có thể tư vấn chị được không? Nếu mà nóng tính quá thì mà mình sẽ bỏ cái chuyện đó, mình lãng qua một chuyện khác, hay mình gọi điện thoại nói chuyện một ai đó vui, hay là quan tâm một câu chuyện nào khác thì nó dần sẽ bớt đi. Hoặc là bỏ đi, chứ mình đối diện với cái nóng nó càng ngày mình nóng lên đó thì đôi khi nó xích mích giữa mẹ chồng và con dâu nặng hơn nữa. Và anh thấy thế này đó Kim, thật sự là mẹ chồng em có khó đấy, cũng có nóng tính, nhưng mà đôi khi mình cũng phải biết kiềm chế những cái gì mình thốt ra đó, đôi khi nó ảnh hưởng đến mẹ mình. Đúng không? Dạ đúng rồi. Anh thấy là chồng em nói rất đúng á. Nãy con thấy là trong đây ảnh có nói về cái mâu thuẫn là bác muốn chị đi học. Dạ đúng rồi. Còn chị thì không muốn. Thì hai người cái vấn đề này đã giải quyết xong chưa? Thì Hùng hiện nay là đi học rồi, nhưng mà Kim thì chưa. Chưa nhưng mà cũng không phải chưa, tự vì lần đó chị nhớ là Kim đã học một cái khóa về marketing rồi hả Kim? Quản trị marketing. Tại vì chị thì muốn cả hai vợ chồng nó phải vừa học vừa làm. Tức là vẫn phải nâng cao cái trình độ của mình để cho tất cả đều có ích cho cái tương lai của hai đứa hết. Cô có hỗ trợ gì cho chị trong công việc lẫn trong gia đình không? Cái đó để con dâu chị nói đi, nó mới thật. Đúng rồi. Nói đi Kim. Cho phép Kim nói không? Cho phép nói á. Khi nóng quá dữ quá nói nó sợ. Đúng rồi. Má đang cười đó em, chứ không phải là má đang la. Mà cái giọng má kỳ quá Giọng má hơi thấy căng căng chút à. Thì má thì hỗ trợ rất là nhiều, kể cả về mặt cuộc sống với công việc thì hầu như là cái gì má cũng xen vô một chút để hỗ trợ hết. Cái nào còn mình thấy là được, nhưng mà má cảm thấy là như vậy là đối với con là được, nhưng mà đối với người khác hoặc là đối với những cái người xung quanh á, như vậy là nó chưa hợp lý. Thì má sẽ hướng dẫn. Em có mong muốn má mình thay đổi gì không? Má bớt la lại là con mừng lắm rồi. Bớt la lại để xem chồng của Kim mong muốn thay đổi hai người thế nào nha. Mong muốn của tôi với vợ đơn giản chỉ là vợ suy nghĩ kỹ hơn trước khi nói chậm lại và bớt hấp tấp khi giải quyết công việc. Còn với má tôi, thời điểm hiện tại đang chịu rất nhiều áp lực trong công việc. Tôi mong là má bớt lo lắng và ôm mọi việc về mình, từ việc lớn tới việc nhỏ. Vì như vậy sẽ làm tâm lý của má dễ nổi nóng hơn và ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe. Chị nói đúng không? Thấy chị thật thà không? Chị tự nhận chị dữ mà. Má hiền là vợ nói suy nghĩ cho nó kỹ ha, chút xíu. Đó là mong muốn thay đổi của chồng. Một cái câu chuyện mà có thể nói mình tưởng chừng như là nó khó khăn lắm, nhưng cuối cùng nó cũng không có khó gì cả. Hai người cũng hiểu nhau, cá tính nhau. Mong rằng cái mong muốn của con mình nó sẽ trở thành hiện thực ha. Hiền chút, dịu chút và suy nghĩ chút. Cảm ơn hai mẹ con đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Bây giờ trước mắt mọi người đó, mình hứa với má mình gì đi. Dạ con hứa với má là con sẽ nói chuyện kỹ hơn một chút. Nhưng mà má phải hứa với con má bớt la một lần. Ủa sao đặt đứt đi giao kèo liền chứ mới vô nó. Em thấy không? Ấp, con dâu chị đâu liền. Đúng rồi Huy. Nó muốn một với một đàng hoàng, em thấy không? Nó đâu có thua chị đâu. Gần cuối mà gây chuyện. Không, con nghĩ là vui thôi. Đúng rồi. Thì điều đó là điều ai cũng mong muốn. Để xây dựng một gia đình hạnh phúc thì tất cả chúng ta đều phải cố gắng, chứ không phải một người. Dạ. Đúng không? Em tới rồi nè. Em cũng mở mà không? Đi tìm tình yêu đích thực những ngoài đời một trời một vực với Profile, với tính năng EKYC xác thực hình ảnh Pickable cho bạn smart thật, sẽ chi thật.